Dũng sĩ, dũng sĩ diệt mồi. Ơi có hàng cua luôn, im im ba con luôn. Quay anh nói nè em ơi. Nè, một chùm luôn nè. Đây nướng mỡ không đấy. Làm cái món gỏi cá là ngon, chén nước ngọt bự cho bá nó đây. Không biết đồ. Đùm 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 luôn nè. Đó. Rồi, hello mọi người nha, trở lại với kênh Quang Linh miền Tây của mình nha. Hôm nay đi thăm lưới cá phi trong trung tâm nè em. Tôm nha anh em. Ủa anh nhìn thấy nó có chạy dây không vậy? Không biết có bấm quay chưa nữa. Quay rồi. Có chạy dây không? Chạy nè, lên phút phải không? Ừ đúng rồi. Rồi. Rồi đã rồi. Cái này dính thưa ấy vậy mà không dính cái đói đó. Ở đây nè, nè nè. Đói quá trời to nè. Đấy, không có đói nữa em ơi. Bi. Bi. Ồ, chậm luôn. Dạ, dạ, không chết. Chỗ có đó bự nè. Đây nướng mỡ không đấy. Ủa, cái cô đồng cái này anh mập mập lên đấy các bạn. Đó đây. Đồ con nữa nè. Mấy dính luôn. Thấy cá chốt rồi. Thế nào cũng kiếm về em cá chốt chứ. Tại vì tại kia sao. Nhiều đã nướng em ha. Bây giờ giúp cá chục con à. Thôi. Cá phi nướng không ngon. Hãy subscribe.
cái nè, lưới thưa nè, lưới này là dính cá bự nè, thì này là dừa nướng nè. Đó. Quay luôn. Đâu. Quấn một cục. Bao lọn rồi kìa, kìa trước á, bao lọn rồi. Không, cái này ngon lắm nè, cái này bự bự. Dính gì mà đập đập. Đó. Cục. Cua gì chắc vậy? Cua đó. Cua đó. Cua. Đấy coi bắt bắt được. Ô, cái gặp nó nhiều ơi. Ơi có hai con luôn, im im ba con luôn. Quen quen ba con cua luôn. Ủa có móc cá không hả chưa vậy? Cái bắt ra chổi thấy đường cá chốt rồi hả? Nè ăn cua kẹp nè. Kẹp cá nè. Này là cá phi nước mặn nha anh em. Thì phải phải canh ngon hơn. Cá phi nước mặn là để làm cái món gỏi cá là ngon, chứ nước ngọt thì không làm được cái món gỏi cá đâu. Mặn nó ngon hơn. Ý, con tôm khủng luôn. Nè. Đó. Gỡ gỡ cái thôi. Thôi anh em coi là tới dính chim luôn nè. Nè, một chùm luôn nè. Đó. Anh quay qua cái chỗ em thăm lưới nè. Không thì đó. Không cần phải quay cái mặt đó. Nó dính luôn. Đó. Dính hết đó. Luôn. Dũng sĩ diệt mồi. Ê, một cục luôn. Đó. Rồi, tới tay khác rồi. Là hết hai tay lớn rồi nè. Tay thứ ba nè. Tay này hơi dày hơn. Ba tay lớn anh em ơi. Rồi, clip mình tạm dừng ở đây ha. Hẹn gặp anh em mình trong clip săn bắt ẩm thực lần sau trên kênh Bằng Linh Cùng Tay của mình ha. Rồi, chào tạm biệt mọi người ha.